Xin chào các em, chị là Thanh Hoa, đến từ team học văn chị Hiên. Ngày hôm nay, chị rất vui vì được đồng hành cùng với các em trong chuyên mục audio văn học. Hôm nay, chị và các em sẽ cùng đi tìm hiểu đoạn trích Những người vợ nhớ chồng còn góp cho đất nước những núi Vọng Phu. Cặp vợ chồng yêu nhau góp nên hòn trống mái. Gót ngựa của thánh gióng đi qua còn cha Mao đầm để lại. 99 con voi góp mình dựng đất tổ Hùng Vương. Những con rồng nằm im góp dòng sông xanh thẳm. Người học trò nghèo giúp cho đất nước mình núi bút non nghiên. Con cóc, con gà quê hương cùng góp cho Hạ Long thành thắng cảnh. Những người dân nào đã góp tên ông Đốc, ông Trang, bà Đen, bà Điểm và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi, chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha. Ôi đất nước, sau 4.000 năm đi đâu ta cũng thấy những cuộc đời đã hóa núi sông ta. Phân tích đoạn trích và làm sáng tỏ tư tưởng đất nước của nhân dân đã được tác giả Nguyễn Khoa Điềm thể hiện qua đoạn trích trên. Nhà thơ Chế Lan Viên đã từng tâm sự rằng: khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Đó là sự đúc kết của một quy luật nhân sinh, một sự kỳ diệu tâm hồn. Sự gắn bó với mỗi miền đất sẽ trở thành chính ta, một phần đời ta, là hành trang tinh thần không thể thiếu. Và phải chăng vì lý do này mà những vần thơ viết về quê hương đất nước luôn là những rung động thường trực trong tâm hồn người nghệ sĩ? Chỉ những rung động ấy đã thôi thúc Nguyễn Khoa Điềm chắp bút viết trường ca Mặt đường khát vọng, một trích đoạn không thể không nhắc đến, đó là đất nước, và đoạn trích thể hiện tư tưởng đất nước của nhân dân. Trường ca Mặt đường khát vọng được tác giả hoàn thành ở chiến khu Trị Thiên năm 1971. Đó là thời điểm cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đang trải qua những năm tháng đầy thử thách, khốc liệt. Tác giả đã thể hiện sâu sắc sự thức tỉnh của tuổi trẻ các vùng bị tạm chiếm miền Nam, nhận rõ bộ mặt xâm lược của kẻ thù, hướng về nhân dân, sẵn sàng và tự nguyện gánh vác sứ mệnh đấu tranh giải phóng dân tộc. Trường ca gồm 9 chương, đoạn trích đất nước là phần đầu chương 5. Đoạn trích đã thể hiện một cái nhìn mới mẻ về đất nước. Đất nước là sự hội tụ và kết tinh bao công sức và khát vọng của nhân dân. Nhân dân là người làm ra đất nước. Lật dở từng trang trong lịch sử dân tộc, có thể nhận thấy tư tưởng đất nước của nhân dân có nhiều biến chuyển trong mỗi thời kỳ. Trong thời Trung Đại, khái niệm đất nước gắn liền với kỷ niệm quân vương. Nam Quốc Sơn Hà gắn liền với các triều đại, Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi. Nhưng một số tướng lĩnh, quan lại như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi đã nhận thấy vai trò to lớn của nhân dân đối với đất nước. Trần Hưng Đạo đã từng dâng kế sách cho vua, muốn đánh thắng giặc phải biết khoan thư sức dân làm kế sâu rễ, bền gốc. Nguyễn Trãi đã từng khẳng định là thuyền mới biết dân như nước. Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng từng nói, cổ lai quốc dĩ dân vi bảo. Thời cận đại, một số chí sĩ yêu nước như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh cũng đã nhìn ra sức mạnh và vai trò to lớn của nhân dân. Phan Châu Trinh đã có lần nhấn mạnh, dân là nước, nước là dân. Đến thời đại của Hồ Chí Minh, bác cũng luôn nhắc nhở, đảng ta phải biết lấy dân làm gốc. Dù ở thời đại nào, các nhà tư tưởng lớn vẫn nhìn thấy vai trò và sức mạnh của nhân dân đối với đất nước. Nhân dân gánh trên đôi vai của mình đất nước đi suốt cuộc trường chinh cũng như những cuộc khai khẩn đất đai, biển rộng, bờ cõi. Điều này, các nhà thơ, nhà văn hiện đại đã có ý thức một cách rõ rệt, sâu sắc. Tuy nhiên, chỉ đến chương đất nước của Nguyễn Khoa Điềm, tư tưởng đất nước ấy của nhân dân mới được lý giải một cách thấu đáo, toàn diện trên các bình diện lịch sử, địa lý và văn hóa. Bước vào những trang thơ đất nước, ta thấy Nguyễn Khoa Điềm một lần nữa soi ngắm thật kỹ, thật sâu vào các tầng địa lý, lịch sử và văn hóa của đất nước. Những người vợ nhớ chồng còn góp cho đất nước những núi Vọng Phu, cặp vợ chồng yêu nhau góp nên hòn trống mái, gót ngựa của thánh gióng đi qua còn cha Mao đầm để lại, 99 con voi góp mình dựng đất tổ Hùng Vương, những con rồng nằm im góp dòng sông xanh thẳm, người học trò nghèo góp cho đất nước mình núi bút non nghiên, con cóc, con gà quê hương cùng góp cho Hạ Long thành thắng cảnh, những người dân nào đã góp tên ông Đốc, ông Trang, bà Đen, bà Điểm và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi, chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha. Ôi đất nước, sau 4.000 năm đi đâu ta cũng thấy những cuộc đời đã hóa núi sông ta. Đất nước gắn với truyền thuyết, cổ tích, mỗi địa danh đều tắm đẫm những huyền thoại, mỗi hiện tượng văn học dân gian đều nhằm giải thích hình thể của non sông, chứa đựng trong đó những ý nghĩa hết sức thiêng liêng về sự hóa thân của xương máu nhân dân trong quá trình tạo nên đất nước. Mỗi tấc đất, mỗi dòng sông đều có xương máu của bao nhiêu thế hệ, đều chứa đựng những ước mơ của con người. Đằng sau tình yêu với đất nước,
nhà thơ nhận ra không gian địa lý không còn là những hình thể vật chất thuần túy, những sự vật vô tri vô giác, mà đó là một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha. Trong cái nhìn của nhà thơ, hình ảnh núi sông của Tổ quốc bỗng trở nên thiêng liêng vô cùng. Đọc những truyền thuyết cổ tích huyền thoại nhằm giải thích hình dáng, tên gọi của danh lam thắng cảnh, ta ngỡ như đó chỉ là một cách mỹ lệ hóa núi sông, huyền thoại hóa một địa danh. Nhưng với cái nhìn của Nguyễn Khoa Điềm, người đọc cảm nhận được những giá trị lịch sử, văn hóa phong phú đa dạng đã gợi lên cái hồn và sức sống của sông núi. Vì thế, những núi Vọng Phu đâu còn chỉ là làm đẹp thêm một dáng núi, mà là câu chuyện người vợ nhớ chồng hóa thân vào sông núi quê hương để làm nên một đất nước thủy chung, tình nghĩa. Đó là những hòn trống mái có được tạo hình từ sự hóa thân của những cặp vợ chồng yêu nhau để làm nên một đất nước nồng thắm, nhân tình. Đó còn là sự hiện thân của những người học trò nghèo thành núi Bút, Non Nghiên, làm nên một đất nước nghìn năm văn hiến. Những ao đầm để lại như dấu tích của đứa trẻ lên ba là tiếng nói của lòng yêu nước, tiếng nói đòi đi đánh giặc. Đó là những địa danh lấy tên của những cá nhân bình dị nhưng là tấm gương sáng đầy nhân văn. Bà Đen, bà Điểm, ông Đốc, ông Trang. Trên khắp đất nước, những con người bình dị đã hóa thân vào sông núi để lại cho đời những cái tên bất tử. Tấm bản đồ đất nước được phác họa từ Bắc chí Nam trở thành tấm bản đồ văn hóa của dân tộc, là nơi ký thác tâm hồn, ước mơ, khát vọng của nhân dân. Đất nước vừa thiêng liêng, cao cả, vừa gần gũi. Trong không gian địa lý đất nước, mỗi địa danh đều là một địa chỉ văn hóa được làm ra bởi sự hóa thân của bao cuộc đời, bao tâm hồn con người Việt Nam. Điệp từ góp được sử dụng là sự nhấn mạnh, trân trọng của nhà thơ nhằm ghi nhận và ca ngợi những đóng góp của nhân dân trong hình hài đất nước. Nhân dân chính là người nghệ sĩ đã sáng tạo ra mọi giá trị tinh thần để làm đẹp thêm thắng cảnh thiên nhiên. Nhân dân thổi hồn vào cảnh vật vô tri để thiên nhiên lưu giữ câu chuyện về phần đời của họ. Tự hào và hãnh diện, trân trọng và ngợi ca, từng ý thơ bật lên từ tấm lòng của một người con đang chiêm nghiệm về quê hương xứ sở, góp thêm vào mảng thơ để tải đất nước những phát hiện mới mẻ và giàu tính nhân văn. Ôi đất nước, sau 4.000 năm đi đâu ta cũng thấy, những cuộc đời đã hóa núi sông ta. Trên phương diện lịch sử, tác giả nhấn mạnh đến sự đóng góp của những con người bình dị, vô danh trong việc làm nên đất nước muôn đời. Nhà thơ chuyển sang giọng điệu tâm tình với em mà tìm sự đồng cảm ở hết thảy chúng ta. Em ơi em, hãy nhìn từ rất xa vào 4.000 năm đất nước. Em là nhân vật trữ tình không xác định, nhưng cũng có thể là sự phân thân của tác giả để độc thoại với chính mình. Lời tỏ tình mang giọng điệu tâm tình mà chiếu nặng suy tư. Với lối tâm tình, trò chuyện, nhà thơ đưa ta trở về quá khứ lịch sử hào hùng của dân tộc, 4.000 năm dựng nước và giữ nước. 4.000 năm hầu như không bao giờ nguôi tắt ngọn lửa đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Nghĩ về 4.000 năm của đất nước, nhà thơ đã nhận thức được một sự thật, đó là người làm nên lịch sử không chỉ là những người anh hùng nổi tiếng mà còn là những con người vô danh, bình dị. Năm tháng nào cũng người người lớp lớp, con gái, con trai bằng tuổi chúng ta cần cù làm lụng. Khi có giặc, người con trai ra trận, người con gái trở về nuôi cái cùng con. Ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh. Thật sự, trong bề dày 4.000 năm dựng nước, giữ nước, có biết bao thế hệ cha anh dũng cảm, chiến đấu, hy sinh và trở thành anh hùng mà tên tuổi của họ, cả anh và em đều nhớ. Nhưng cũng có hàng triệu người cũng trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước đã ngã xuống. Họ đã sống và chết, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng tất cả họ đều có công làm ra đất nước. Có thể nói, đây là một quan niệm mới mẻ về đất nước của nhà thơ. Và từ quan niệm này, Nguyễn Khoa Điểm đã hết lời ca ngợi và tôn vinh lòng yêu nước của nhân dân. Những con người làm nên đất nước chính là những con người góp phần bảo vệ đất nước. Họ là những con người bình dị, vô danh, họ là những con người lao động cần cù chăm chỉ, nhưng khi đất nước có giặc ngoại xâm thì chính họ trở thành những người anh hùng cứu nước. Khi có giặc, người con trai ra trận, người con gái trở về nuôi cái cùng con đã thể hiện sự chung sức, chung lòng để đánh giặc cứu nước, và khi cần thì giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Nhà thơ đã khẳng định truyền thống đánh giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, sức mạnh đoàn kết, nhất trí một lòng và có lòng căm thù giặc sâu sắc. Đó là truyền thống được phát huy từ đời này sang đời khác. Chính bằng sự đóng góp một cách tự nhiên đó mà họ đã làm nên lịch sử, truyền thống lâu đời của đất nước. Nhìn vào lịch sử 4.000 năm đất nước, nhà thơ không nhắc lại các triều đại, kể tên các bậc vua chúa hay những vị anh hùng dân tộc đã từng dạng danh sử sách, văn chương
mà biểu dương sự cống hiến của muôn vàn những con người bình thường trong việc xây dựng, vun đắp và bảo vệ đất nước. Nhiều người đã trở thành anh hùng, nhiều anh hùng đã cả anh và em đều nhớ. Nhưng em biết không, có biết bao người con gái, con trai trong 4.000 lớp người giống ta lứa tuổi. Họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước. Hình ảnh người người lớp lớp, 4.000 lớp người chính là biểu tượng cho đông đảo tầng lớp nhân dân kế tiếp nhau. Họ đều mang những đức tính chung của con người lao động như sự cần cù, chất phác và khi có giặc ngoại xâm thì sẵn sàng tự nguyện đứng lên chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Người con trai ra trận, người con gái ở hậu phương cũng góp sức lực, đảm đang nuôi con để người chồng yên lòng đánh giặc. Nhưng khi cần thì giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Đó là hành động tất yếu để bảo vệ mái nhà và bảo vệ quê hương. Những con người anh hùng vô danh ấy có một cuộc sống thật giản dị, chết bình tâm, cống hiến và hy sinh một cách tự nguyện, vô tư, thầm lặng cho đất nước. Mặc dù không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng công lao của họ thật to lớn và đầy ý nghĩa. Chính họ đã làm ra đất nước. Bằng những câu thơ tuy ngắn ngủi, nhưng nhà thơ đã cho ta thấy một sự khẳng định chắc chắn và chặt chẽ về tư tưởng đất nước của nhân dân. Với tư tưởng đất nước của nhân dân, tác giả đã khẳng định tất cả những gì do nhân dân làm ra, những gì thuộc về nhân dân như hạt lúa, ngọn lửa, giọng nói, tên xã tên làng, cũng như chỉ những con người vô danh bình dị đó đã góp phần giữ và truyền lại cho thế hệ sau mọi giá trị văn hóa, văn minh, tinh thần và vật chất của đất nước. Chính họ đã tạo dựng nền móng sự sống cho đất nước, cho nhân dân. Không những vậy, họ còn luôn sẵn sàng vùng lên chống ngoại xâm, đánh nội thù để giữ gìn sự sống đó và bảo vệ đất nước thân yêu của mình. Với hình ảnh thơ giản dị, mộc mạc, giọng thơ vừa tự sự, vừa trữ tình, đoạn thơ vừa lời tâm tình, vừa lời nhắn nhủ của nhà thơ với tất cả mọi người phải nhận thức đúng vai trò to lớn của nhân dân trong công việc làm nên truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước bằng chính lòng biết ơn của mình. Chỉ chủ đề về đất nước, quê hương không phải là một chủ đề mới lạ trong văn học Việt Nam. Bởi lẽ, trước Nguyễn Khoa Điểm đã có nhiều bài thơ về đất nước của nhiều nhà thơ có tên tuổi. Nhưng có thể nói, đất nước của Nguyễn Khoa Điểm đã khẳng định được vai trò to lớn của nhân dân với đất nước một cách dễ hiểu, dễ cảm, dễ nhớ và sâu sắc. Đoạn thơ đã thức tỉnh được nhận thức của tuổi trẻ Việt Nam thời chống Mỹ và tuổi trẻ hôm nay khi họ đang lún sâu vào lối sống ngoại lai. Từ đó, đoạn thơ đã làm sống lại truyền thống yêu nước hào hùng trong mỗi chúng ta. Viết về đề tài đất nước, một đề tài quen thuộc, nhưng thơ Nguyễn Khoa Điểm vẫn mang những nét riêng, mới mẻ, sâu sắc. Những nhận thức mới mẻ về vai trò của nhân dân trong việc làm nên vẻ đẹp của đất nước ở góc độ địa lý, lịch sử, văn hóa càng gợi lên lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm của đất nước cho mỗi người. Nếu chỉ dừng lại ở phương diện lịch sử hay phương diện địa lý thì chưa thể có một khái niệm hoàn chỉnh về đất nước. Do đó, tư tưởng của Nguyễn Khoa Điểm đã được triển khai trên bình diện thứ ba, bình diện văn hóa, cốt cách tâm hồn dân tộc. Nguyễn Khoa Điểm không khai thác khía cạnh văn hóa theo hướng liệt kê những danh nhân Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Đoàn Thị Điểm mà tác giả đã tìm đến với những giá trị văn hóa của nhân dân, đó là vẻ đẹp của tâm hồn người Việt. Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng, họ truyền lửa qua mỗi nhà, từ hòn than qua con cúi, họ truyền dòng điệu mình cho con tộc nói, họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân, họ đắp đập bép bờ cho người sau trồng cây hái trái. Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói, vầng trăng cao, đêm cá lặn sao mờ, ôi tiếng Việt như bùn và như lụa, ống che ngà và mềm mại như tơ. Cội nguồn văn hóa chưa phải là những gì thiêng liêng, cao cả, mà trong tư tưởng của nhà thơ, cội nguồn văn hóa trước tiên bắt nguồn từ chính lời ăn tiếng nói hàng ngày của nhân dân, từ những gì giản dị và thân thuộc nhất như giọng điệu, tên xã tên làng. Không chỉ vậy, nhân dân còn tạo dựng chủ quyền và truyền cho thế hệ sau truyền thống yêu nước và đánh giặc. Nhân dân là những người không tiếc máu xương, sẵn sàng đứng lên bảo vệ đất nước trước những biến động lịch sử và hiểm họa xâm lăng. Có ngoại xâm thì chống ngoại xâm, có nội thù thì vùng lên đánh bại. Dân ta có truyền thống đánh giặc ngoại xâm từ bao đời nay, hết giặc Tàu 1.000 năm lại đến giặc Tây 100 năm. Ta lại lật đổ chế độ phong kiến, đánh đuổi phát xít Nhật để đưa nước Việt Nam đi đến độc lập thống nhất. Và hôm nay đây, trong chính thời khắc bản trường ca này ra đời, ta đang chống lại đế quốc Mỹ xâm lược, lời thơ lại càng rục rã và khí thế hơn. Và sức mạnh nhân dân sẽ là cơn sóng lớn để nhấn chìm bè lúc bán nước và cứu nước ấy. Sức nhân dân xẻ núi lấp sông, mồ hôi nạ mặn nhòe bàn tay máu ứa, con đường mở qua lòng dân rộng mở, đường vươn dài, dân trải tấm lòng che.
trận chiến ấy sẽ chiến thắng trong nay mai, để mãi mãi, để đất nước này là đất nước nhân dân, đất nước của nhân dân, đất nước của ca dao thần thoại. Nhà thơ khẳng định chắc nịch, đất nước này là đất nước của nhân dân. Lời khẳng định ấy đã thể hiện một cách chân thành, mãnh liệt tình cảm của nhà thơ đối với nhân dân. Hơn ai hết, nhà thơ hiểu rằng để có được đất nước trường tồn, vĩnh cửu, thì nhân dân là những người đã đổ máu xương, đổ công sức của mình để làm nên hình hài đất nước. Vì thế, đất nước không của riêng ai mà là của chung, của nhân dân và mãi mãi thuộc về nhân dân. Ở câu thơ thứ hai, nhà thơ lại một lần nữa khẳng định đất nước của nhân dân, đất nước của ca dao thần thoại. Điệp ngữ chuyển tiếp, đất nước của nhân dân được lặp lại, như thế một lần nữa nhấn mạnh về cái sứ mệnh thiêng liêng của nhân dân đối với đất nước. Về thứ hai, nhà thơ nhấn mạnh đất nước của ca dao thần thoại. Nhắc đến ca dao thần thoại, ta lại càng nhớ đến nhân dân, vì hơn ai hết, nhân dân lại là người tạo ra văn hóa, tạo ra ca dao thần thoại. Mà đất nước của ca dao thần thoại nghĩa là đất nước tươi đẹp vô ngần như vầng trăng cổ tích, ngọt ngào như ca dao, như nguồn sữa mẹ nuôi ta lớn lên người. Và không phải ngẫu nhiên, tác giả nhắc tới hai thể loại tiêu biểu nhất của văn học dân gian. Thần thoại thể hiện cuộc sống qua trí tưởng tượng bay bổng của nhân dân, còn ca dao bộc lộ thế giới, tâm hồn của nhân dân với tình yêu thương, với sự lãng mạn, cùng với tinh thần lạc quan. Đó là những tác phẩm do nhân dân sáng tạo, lưu truyền và có khả năng phản chiếu tâm hồn, bản sắc dân tộc một cách đậm nét nhất. Và khi nói đến đất nước của nhân dân, một cách tự nhiên, tác giả trở về với cội nguồn phong phú, đẹp đẽ của văn hóa, văn học dân gian mà tiêu biểu là trong ca dao. Vẻ đẹp tinh thần của nhân dân, hơn đâu hết, có thể tìm thấy ở trong ca dao, dân ca, chuyện cổ tích. Ở đây, tác giả chỉ chọn lọc 3 câu để nói về 3 phương diện quan trọng nhất của truyền thống nhân dân, dân tộc. Dạy anh biết yêu em từ thuở trong nôi, biết quý công cầm vàng những ngày lặn lội, biết trồng tre đợi ngày thành gậy, đi trả thù mà không sợ dài lâu. Chức năng của ca dao nói như Nguyễn Khoa Điềm là dạy. Chức năng ấy cùng với ý nghĩa của nó được thể hiện qua 3 phương diện. Phương diện thứ nhất, Nguyễn Khoa Điềm nhấn mạnh về tình cảm thủy chung trong tình yêu của con người Việt Nam. Từ ý thơ trong ca dao, yêu em từ thuở trong nôi, em nằm em khóc, anh ngồi anh ru. Nhà thơ đã viết nên lời chân tình của chàng trai đang yêu, dạy anh biết yêu em từ thuở trong nôi. Tình yêu của chàng trai ấy không phải là ngọn gió thoáng qua, không phải là lời của bướm ong, mà là lời nói, là suy nghĩ chân thật. Ý thơ đã khẳng định được một tình yêu thủy chung bền vững, không gì có thể đếm đong được. Nhân dân dạy ta biết yêu thương lãng mạn, đắm say thủy chung với những câu ca dao ấy. Đây là phát hiện mới của Nguyễn Khoa Điềm. Bởi lẽ từ xưa đến nay, nói đến nhân dân là người ta thường nghĩ đến những phẩm chất cần cù, chịu khó, bất khuất, kiên cường. Còn ở đây, tác giả lại ngợi ca vẻ đẹp trẻ trung lãng mạn trong tình yêu, những mối tình từ tuổi ấu thơ cho đến lúc trưởng thành. Đoạn thơ có kết cấu chặt chẽ, tự nhiên được viết theo hệ thơ tự do. Câu thơ mở rộng kéo dài, biến hóa linh hoạt tạo cho đoạn thơ giàu sức gợi cảm và khái quát cao. Thủ pháp liệt kê địa danh, nhà thơ luôn viết hoa hai chữ đất nước, thể hiện sự thành kính thiêng liêng. Động từ góp được nhắc lại nhiều lần, tất cả làm nên đoạn thơ hay về đất nước. Có một tư tưởng về đất nước được vẽ lên bình yên từ những điều giản dị. Có một hình ảnh đất nước được lý giải với những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết ngày xưa, ngày xưa. Có những giá trị của một đất nước được cắt nghĩa từ một không gian tình tứ, như chuyện tình của đôi lứa, uyên ương. Tất cả những điều này được Nguyễn Khoa Điềm truyền tải trọn vẹn trong trích đoạn đất nước của mình. Cuộc chiến tranh chống Mỹ gian khổ đã làm con người xích lại gần nhau, tất cả đều hướng đến nhiệm vụ chung cao cả để bảo vệ Tổ quốc. Tình yêu và trách nhiệm cao cả ấy trong thơ Nguyễn Khoa Điểm cũng chính là quyết tâm của cả một thời đại. Thời đại của chúng tôi là thời đại của những thanh niên xuống đường chiếm lĩnh từng tầng cao của mái nhà, của ngọn đồi, của nhịp cầu để bắn tọa lương tâm lên bầu trời đầy giặc giã. Cảm ơn các em đã cùng đồng hành cùng với chị trong chuyên mục audio văn học lần này. Hẹn gặp lại các em ở chuyên mục audio văn học lần sau.